U17 Thái Lan bị loại khỏi giải châu Á, đội chủ nhà chia tay giải U17 châu Á sau trận thua ở tứ kết với tỷ số 1-4 trước Hàn Quốc diễn ra vào tối ngày 25 tháng 6, giờ Hà Nội. U17 Thái Lan chơi trận đấu nỗ lực trước Hàn Quốc, nhưng chênh lệch trình độ đẳng cấp quá lớn giữa hai đội được thể hiện ở hiệp 2. Đội bóng trẻ xứ Kim Chi mở tỷ số trước ở ngay phút thứ tư nhờ cú đánh đầu của Kang Min-woo, song U17 Thái Lan ngay lập tức có bàn gỡ 12 phút sau đó. Duta Buranjun khiến người hâm mộ Voi Chiến có mặt trên sân Pathum Thani vỡ òa khi sút tung lưới Hàn Quốc. Bàn thắng gỡ hòa giúp đội chủ nhà hưng phấn và có nhiều thời điểm dồn ép đại diện xứ Kim Chi. Tuy nhiên, U17 Hàn Quốc vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của ứng cử viên vô địch khi tiếp tục vươn lên dẫn trước nhờ tình huống cố định. Phút 36, Kim Mi-ung-jun lập công cho Hàn Quốc từ một tình huống đá phạt cố định. Cả trận, Thái Lan sở hữu 40,2% thời lượng kiểm soát bóng nhưng cũng tung ra tới 7 cú sút về phía khung thành đối thủ, 2 trúng đích, trong khi Hàn Quốc có 12 cú sút, 7 trúng đích. Chất lượng nhân sự tốt hơn giúp đội bóng xứ Kim Chi tăng tốc trong hiệp 2. Lần lượt ở các phút 69 và 84, U17 Hàn Quốc ghi thêm 2 bàn để hoàn tất chiến thắng 4-1, qua đó giành vé thứ 2 vào bán kết giải châu Á. Ở trận đấu tứ kết đầu tiên diễn ra cách đó vài giờ, U17 Iran nhọc nhằn vượt qua Yemen trên chấm luân lưu để vào bán kết. Hai đội hòa nhau 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức và phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m. U17 Iran bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công 4 trên 5 cú sút của mình, trong khi Yemen đã hỏng 2 quả. Chung cuộc, U17 Iran thắng Yemen 4-2. Hai cặp tứ kết còn lại của giải U17 châu Á sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 6 khi Nhật Bản gặp Australia và Saudi Arabia chạm trán Uzbekistan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.